Thưa quý vị, vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú thuộc phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương có lẽ vẫn còn để lại nhiều nỗi bàng hoàng và đau xót cho người dân trong suốt những ngày vừa qua. Đây cũng có lẽ là vụ cháy có nhiều người chết và bị thương lớn nhất từ trước đến nay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hàng chục người đã không thể thoát khỏi đám cháy bị chết ngạt. Liên quan đến câu chuyện này, trong chuyên mục nhận định hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ Trung tá Đào Quốc Trung, đội công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ, phòng PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh. Anh là một trong những chiến sĩ trực tiếp cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh chi viện cho cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương trong vụ cháy ở quán karaoke khiến 33 người tử vong. Sau khi mà đến cái hiện trường á thì chúng tôi đều phải có cái quan sát. Thì quan sát thì lúc này nhà vẫn còn khói rất là mịt mù ở phía bên trong. Và sau đó thì tôi sẽ báo cáo lại chỗ đồng chí chỉ huy trực tiếp tại hiện trường và xin vào cử một cái tổ trinh sát vào đám cháy để mà xem xét và tìm kiếm nạn nhân ở trong đám khu vực cháy ở Bình Dương. Thì qua quá trình mà đến hiện trường thì vào bên trong thì phát hiện là có nhiều nạn nhân đang bị mắc kẹt ở tầng 3. Tập trung chủ yếu là ở tầng 3. Mà nói thì cái này là cái công việc. Mà cái công việc này thì mình cũng đã tiếp xúc cũng rất là nhiều. Tại cũng tham gia nhiều cái trận chiến, ví dụ như là ở tòa nhà ETC, tòa nhà Camina, với số lượng nhiều người này. Thì qua những cái bài học của cái tòa nhà, có người bị mắc kẹt bên trong, có nhiều người bị mắc kẹt bên trong. Thì còn phải nói rằng là nó cũng là một cái bài học để cho bản thân tôi rút ra nhiều cái kinh nghiệm để mà áp dụng vô trong cái công tác chiến đấu. Và đồng thời là với cái vai trò là cũng là người đi lính lâu năm, có những cái kinh nghiệm truyền đạt lại cho cán bộ chiến sĩ và những cái thực tế nhất trong cái công tác chiến đấu và cái chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thì với cái vụ việc mà ở cái karaoke ở Bình Dương á, thật sự ra thì cũng rất là ngỡ ngàng, cũng rất là ngỡ ngàng, mà cũng rất là đau buồn cho tất cả những nạn nhân đang bị mắc kẹt bên trong. Thì hầu như là ở cái tòa nhà bên trong là nó rất là kín, rất là kín. Thì sau khi xem xét được ở bên trong á, có nhiều người như vậy, phải nói là lúc này cũng rất là bàng hoàng. Tại vì cái thời gian thì hôm sau thì lực lượng thành phố Hồ Chí Minh mới đến hiện trường. Do đó cái tầm quan sát rồi cái tầm đi tìm kiếm nạn nhân phải nói là rất là cực. Cái thứ hai nữa là khói rất là mịt mù và những cái vật dụng nó đều chằng chịt và nó chồng chất lên nhau, nó cản lối đi và cản luôn cái lối thoát nạn. Nó gây ảnh hưởng đến cho cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ. Thật sự ra là nguyên nhân của vụ cháy thì hiện nay bây giờ cũng đang chờ cơ quan điều tra mà cũng đang để làm rõ cái vụ cháy này. Thì thông thường các cái ở quán karaoke rồi như theo tôi nhận định đó, tôi nhận định và nhận thấy được cái việc mà thường xảy ra mà thứ nhất là về việc cái chấp nhận. Thứ hai là những cái hành khách vào trong quán karaoke có thể là do hút thuốc, có thể là có những cái mùi men bia rượu rồi bên trong này nọ, người ta hút thuốc rồi có nhiều sẽ xịn rồi bắt đầu bỏ quên tàn thuốc ở trên các cái gói niệm. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó thường xảy ra ở các cái quán karaoke bar. Thường xảy ra đó là theo mình là nhận định là hai vấn đề đó. Nếu như mà mình vào những cái cuộc vui chơi á, vào những cái tòa nhà, những cái chủ trung tâm tiệc cưới, những cái tòa nhà cao tầng hay hoặc là những cái khu vui chơi karaoke rồi những quán bar họ thì chúng ta phải hết sức là lưu ý vấn đề này. Và những cái điểm lưu ý mà khi bước vào vào nhà thứ nhất là khi bước vào vào nhà cao tầng là mình phải có một cái quan sát những cái lối thoát nạn của tòa nhà hoặc là những cái khu vui giải trí. Thứ hai nữa là mình phải nhìn vào cái sơ đồ thoát nạn của cái tòa nhà
hay hoặc là có những cái sơ đồ của cái trung tâm giải trí, nó đều có một cái sơ đồ của các cái phần. Cái thứ ba nữa là chúng ta phải quan sát cái lối thoát nạn bằng thang bộ, và thường xuyên bố trí ở xung quanh các cái tầng lầu của cái khu vui chơi hoặc là của cái tòa nhà cao tầng. Thì ít nhất là mỗi một cái tòa nhà khu vui chơi thì đều có một cái hai cái lối thoát nạn bằng thang bộ. Thì ngoài ra nữa thì chúng ta chú ý vô bằng những cái lối thoát nạn. Thì thông thường là mình cũng khuyến cáo cho những người đến, những người dân đến khu vui chơi là chúng ta phải quan sát những cái lối thoát nạn và chú ý vào cái bảng xích mà hướng dẫn của các khu vui chơi và của cái tòa nhà, và tìm những, quan sát những cái nơi có đặt cái vị trí phương tiện chữa cháy thô sơ của cái tòa nhà. Đây là một trong những cái thoát nạn tốt nhất cho bản thân. Ví dụ như là ở những cái cơ sở nó có những cái loại phương tiện như bình chữa cháy nè, vòi chữa cháy nè, đó, hay hoặc là những cái dây thoát nạn, thì đó cũng là một trong những cái phương tiện mà để chúng ta khi có xảy ra thì chúng ta chập thời, chúng ta dùng những cái phương tiện này để mà chúng ta thoát nạn. Thông thường mà nếu mở được tâm lý, nhưng mà đám cháy nó đã đến gần đến mình mà mình không còn cách nào thoát nạn á, thì lúc này thì cũng khuyến cáo người dân là chúng ta không nên nhảy thẳng, bởi vì nếu chúng ta nhảy thẳng thì nó rất là nguy hiểm, và chúng ta nhảy đó là trùng chân lại, đúng không? Trùng chân lại mà chúng ta tìm cái vị trí, ví dụ như những nhà mà chắc cạnh nó gần nhất, ví dụ nó thấp nhất, thì chúng ta nên nhảy như rồi á, nên nhảy vào những cái nhà thấp nhất để nó có một cái lực nó giảm bớt hơn nhiều. Còn nếu như mà chúng ta nhảy thẳng xuống cái khoảng xuống dưới đất á, thì chắc chắn là nó sẽ gây thương vong. Thì cái lực lượng chuyên nghiệp chúng tôi thì hướng dẫn thì thường thường là chúng ta nhảy thì chúng ta sẽ bằng mông xuống trước, sau đó duỗi hai lần chân thẳng về phía trước. Đó là cái cách thông thường mà của lực lượng chuyên nghiệp cũng hướng dẫn cho tất cả các cái cơ sở luôn. Thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Nhận định hôm nay. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục Ý kiến bạn đọc.